Vào những ngày qua đã có rất là nhiều tin là chìm sâu ngủ rất là nhiều nơi, ngủ bụi, ngủ Gò Mã, ngủ nhà trọ, mà tại sao căn nhà của mẹ chồng lại không về ngủ? Thì hôm nay gặp trực tiếp chim sâu và hỏi rõ cái vấn đề này, chim sâu nói hết tất cả luôn. Không biết hôm nay gặp chim sâu rồi sao mà ngủ bụi đây? Nhà cửa ngủ bụi rồi, cái nhà cửa bà đó gành gành đó mà cái gì mà không nhậm cửa bà có là mình không mình, sao tại mình không thích ngủ. Thấy anh bây giờ em ngủ bụi à, anh giờ anh cho không thấy không cho có nhà cửa ra ngủ bụi tại tại nó có nhà cửa bà sao em ngủ bụi. Ngủ bụi được ha, mấy đêm mà em ngủ đâu, ngủ nhà mà nhà đâu không biết nhậu không quay sao nó quậy sao bà đặt hỏng bà nói bà nói trên clip của tao tại con buồn mình đi với cao lâu qua không cứu em bệnh nói em ai đây nè, đã hỏi bà nè, bà vòng vòng hoài bà nói riết rồi không ai hiểu hết trơn luôn á. Rồi mấy đêm nay bà ngủ ở đâu? Ngủ nhà. Vậy hả? Nó thật lòng đâu phải là giả dối. Biết đâu được. Thì được chơi có. Nói thiệt không? Phải sự thật không? Thật luôn. Nói giống à. Sự thật. Sự thật chứ không phải là sự khắc. Không biết đâu. Sự thật nghe không? Rồi hôm nay còn mấy cái số gì không? Có lãnh hành được đủ ăn rồi. Bao nhiêu vé? Quay không tiền ăn. Cái gì? Quay không tiền ăn. Không, khoảng 200 rồi, nó 200 nữa 20 ngàn bạc à. Dạ. Ăn cháo, ăn bún. Bún gì? Ăn chạy, ăn bún ơi. Ăn ơi. Ơi, bỏ luôn. Kệ, uống nước đi. Nước đi. Uống miếng trà đường đi cho tỉnh táo tâm hồn. Tập trung vô xíu. Không ăn cái mình mà. Dạo này về đây là thấy tông teo lắm rồi đó. Teo quay gì vậy? Ý là tôi hỏi bà. Có không cao, có người lo, có người lo hết. Ai lo à? Chia sẻ coi. Bác sĩ. Cái điều đó ai không biết bà. Có gì ngộ vậy? Trời ơi, tưởng đâu có vụ gì. Tới công chuyện với bà này thiệt chứ. Vậy là sao hả? Sao bây giờ là nè, để nói nè, sau nè, rồi sau ở đây nói khác mà đi lên clip của người ta lại nói khác. Khác lúc thì nói thì bị đuổi, rồi lúc thì nói đi ngủ bụi lớp, lúc thì nói đi nhà trọ, rồi cuối cùng bây giờ là không biết ở đâu luôn. Nói chính xác ngay trong sau. Chính xác á, tại chính xác rồi có cái tiền luôn. Nghe nói là chuyện lu bu lắm anh đó nghe. Lúc nào của em xuống núi kia, nước ở quán này chạy đó, nước ở kia chạy. Lấy ra đi. Uống nước đi sao? Uống nước đi. Uống hết vô rồi. Dạ, yeah, bây giờ để nói sau nè. Rồi tại sao đợt hỏng mà đòi tiền dữ vậy? Của thiệt đó. Của thiệt đó, không phải giả dối. Của thiệt không giả dối. Được không? Để nói cho sau nghe nè. Nói chung người ta cũng từng có cái ơn với mình mà. Tại sao mình đòi dữ vậy? Hả sao? Nè, uống bị giấy á. Sao ơi? Sao? Nói dù gì người ta cũng có cái ơn với mình, người ta nuôi, người ta chăm sóc mình mà tại sao mình nói người ta dữ vậy? Thế à, lúc mà bà hả, do bà hả, lấy kèo là, kèo, anh với nhà kèo bà hả được không? Hả? Cháu ơi, cái gì bà? Rồi, khán giả con tiên này, lấy kèo dùm cái bụng cáo gì bà? Trời ơi, sao tôi lấy được? Bà, tiền của bà sao tôi lấy được? Của bà lấy chứ bà kêu ai lấy chạy? Đừng bà lấy chạy. Cho mày mà cái tài khoản này không có ai rồi 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 có clip là người ta có nói là kêu bà đưa số tài khoản đi, người ta chuyển cho bà mà tại sao không được? Không cha không mẹ rồi khoản nó có đủ vậy. Chồng bà đâu? Mượn người nào quen đó. Chồng bà đâu? Nó người mượn trong kỳ vậy, vợ chồng trong kỳ vậy. Nói dù gì cũng còn tình với nghĩa chứ, thì lấy gì đưa cho bà thôi chứ có cái gì đâu mà có nhà nó có thấy bà bên thường còn không đi dưới lấy đi, thấy đâu được kê đâu đi đi bộ
biết đường đâu đây. Đi là đâu. Bắt xe buýt đi, bà chùm đi xe buýt mà. Đúng rồi rồi. Trời ơi. À. Trời ơi. Hả? Nói gì nói lại coi. Nói à, lên lép à, lên lép à. Lên lép à, quay rồi được. À không lên lép à. Bye bye. Ai để giờ giải thích cho bạn hiểu hiểu nghe. Ở đây không tính là lép xuống lép. Ở đây tính là quay với không quay. Quay ở cạnh không? Sao không? Nhiều chứ hả? Bà muốn nhiều. 500. 500 hả? 500 nó lấy khô bán qua ngày. Nên cư. Nè. Chỗ này nè, chỗ này nhóc luôn nè. Nè nè, ngay chỗ khúc này nè, nè chỗ này nhóc nè. Đòi tiền gì vô thì sâu người ta làm hồ cả ngày trời được có 200 mấy chục ngàn mà mới quay có. Bà ngồi bà nói chuyện, bà nói khơi không mà bà lấy cái giá đó. Cái là con giả ơi, bọn nó là thật thật không này. Giả giá ăn giả hay. Nói sự thật. Sự thật. Sự thật. Cô nói vậy đó. Tôi nói là sự thật chứ không phải là sự không phải là sự khặt. Sự thật. Nói lại coi 2 3. Sự thật. Nói lại 2 3. Sự thật. Sự thật. Con bác. Chứ không phải là sự khặt. Con bác. Sự thật. Con bác. Nói lại ai? Ngọng mà, ngọng mà. Tôi bị đứt. Nói ngượng ngộ ha, sao bà đòi tiền? Sao đòi tiền không bị ngọng? Đâu nó 500 mày. Triệu. Ủa sao sao ê, sao khúc đó không ngọng như vậy? Cái kệ đây có à. Ê ê ê phan sao lên giá nữa rồi bạn? Cho nó lấy số. Hả? À, mới nãy 5 xị giờ lên chai. Ai, có 5 xị không? Bà giờ 20 ngàn hồi lấy không lấy thôi. Là đúng quay nữa. Ê quay. 20 trả giá đi 20. 20 biếm đi. 20 thôi. Đúng rồi. Ai không phải nó nghe khá ca. Trăm. Mình biết. Người 10 ngàn người chim sâu ơi. Người 10 ngàn thôi. Bây giờ mấy anh YouTube giờ hết tiền rồi. Hết tiền rồi. Tao đi săn không hết tiền. Chó đâu cho 300 ngàn. Ai đâu mà cho. Không có. Vậy trời. À, lấy ra đây quay không được. Lấy ra đi. Cắt vô đi. Cút làm què vậy? Cút cầm đó ba. Ngồi. Rồi còn sao anh em mà người 10 ngàn được không? Người 10 ngàn nha. Thôi khỏi đi. Rồi nghe quay luôn đi. Và bà cũng phải bà biết lên giá tại đây cho ta trả giá chứ. Thôi khỏi. 15 ngàn. Thôi. 15 ba thằng 45 rồi. Thôi. Thôi mấy giờ lên 20 đi. Thôi. Ba thằng 60. Ừ. Đúng rồi. Ừ, 60 là 60 được 60 vé rồi gì nữa. Rồi vậy à, lộn sáu vé. Sáu vé à, ông bán đi. Cần nói gì nữa. Vậy à, kìa con trả lại. Gì nữa bà bảy thiếu tiền gì sau nữa kìa. Ờ kìa nó trả. Cứ ông ra kìa đây. Cái gì trời. Vì là sao. Vậy hả. Cảm ơi. Em ăn quá đi cỡ nào rồi. Ăn không hết gì em ăn rồi cá ăn hết nè. Chuẩn bị gì ta? Ăn mà cũng đi đâu tiền đâu cần. Ăn hết ăn, sao nói vậy? Nói gõ chút xíu coi. Ăn không hết. Chỉnh lo lại coi. Ăn hết hả? Ăn con không hết à. Ăn hết. Như là mình ăn chén mình bới ra 2 chén đúng không? Rồi ăn xong có dẹp không hay là đá cái bát? Bát tao rửa xong. Hả? Ô gịch nó. Cá ngàn. Ê. Cá 5 ngàn. Tao hỏi này nè, ăn xong rồi có đem dẹp chén không hay là đá luôn cái bát? Đá cái bát luôn. Ngồi ngồi thích cái cắm coi chim sâu. Ừ ngồi nói ra coi. Ai mà ai mà muốn mà ngồi gần nó bà cứ đưa bà lại bà nó nói nha, hôm nay bà lâu quá bà đi lâu quá, ta không ai coi clip của bà hết trơn á, ta nhớ cái nụ cười của bà quá thôi, bây giờ bà cười cái đi. Nè chuẩn bị nè. Bye bye. Ê, cười cái coi. Con đi ca thấy nói từ từ thôi không ai nghe được cái quần gì chân á thằng luôn là gì từ từ rồi hơi ngồi ngắt ngay trời mây luôn tém tém là bớt tém lại túm túm nhau túm lại thiệt tình kêu túm lại mà túm lại không trời ơi dữ lắm rồi túm lại à, 1 2 3 túm khép vô tém lại trời ơi lạ trời có cả không bây giờ chỉnh đốn nó hình lên đi trời ơi nè bình tĩnh à bình tĩnh à bình tĩnh 2 3 tém lại
Đây nói dạ, nói dạ. Mới nói gì vậy? Cái gì trời? Gì trời? Gì trời? Trời ơi. Đúng rồi, cái nói là bỏ vô sâu rồi. Ừ. Rồi bây giờ cãi sự thật coi như thế nào. Rồi sao? Thảm dài của chúng ta không? Đó. Rồi hồi nãy cái lúc mới lại á là có nghe nói á là bà nói bà đi ở nhà trọ có không? Có. Tại sao nhà không ở mà đi ở nhà trọ? Không thích. Không thích là không ở đúng không? Đúng. Thì đương nhiên tôi hỏi vậy thôi. Lúc này có tiền rồi phải không? Cho mượn vệ sĩ. Này có tiền rồi, cũng như chỗ này cả. Nói từ từ coi. Rồi mà cái tiền mình nó có gì ba trả đâu. Vậy chứ không có tiền sao đi cũng như chỗ. Ừ. Bà đại gia nè. Ủa yếu. Trời ơi, ủa nhà chỗ nào ngon gì. Con Ly. Chỗ gia đình này, chỗ gia đình này. À là ở ngoài Gò Mã hả? Chị mày nói thật đi, sau hồi tối là ngủ ở đâu nè. Nói bà à, nói à, thấy giờ mấy giờ cứ về về. Tao thấy luôn á. Thấy gì bà? Thấy... Ô bà nội. Vậy? Nãy giờ, anh Kiên nãy giờ giùm lén bà hả? Trời ơi, thiệt tình cái ông nội này kỳ khối ta. Ủa, nói là hồi khóc rồi coi. Có gì chơi? Dạ không à. Cái đó mà cha. Đã nói sự thật. Không biết. Cứ mà sự khác hoài. Cái miệng của lát rồi. Thôi bà ơi. Ta bà làm biến đi bà ơi. Chứ đổi thừa cái gì. Rồi chim sao móc ra mấy tờ 500 ngàn luôn kìa. Có không? Lúc thôi á. Trời à, tính ra lúc trước á một thời mà chim sâu là quanh liệt liệt. Còn bây giờ không có cái gì, chim sâu là liệt quanh. Dạ. À nó clip mà quay rồi. Rồi hiểu rồi đó. Sao? Clip có nè. Là sao? Nhà hàng nào? Hàng nào ta? Hàng nào trời? Có nhà hàng có. Rằng là sao? Nó là sao? Đó. Ủa, dạ. Hãy quay hả hàng nè. Là sao ai quay vô hàng hàng? Dạ ông Long phải không? À, dạ ông Long dạ lắm á. Dạ. Có không? Có không? Chị dạ? Mà. Là sao á? Ý là nó có câu chuyện gì không? Mỗi con hàng rồi, con hàng đó đâu có thành với con Long đâu. Có ngày bữa con Long đối con. Phải không? Ngày dạ rồi, giờ dạ lớn nè. Ồ, vậy là chị Hằng là mẹ của Hằng Đức đó hả? Ờ, con Hằng. Con coi lép không? Tự hiểu. Thôi không có coi. Coi làm gì? Để chút nữa chiều coi. Thôi chiều coi. Thôi vào vô đi. Coi ao xong coi luôn. Không. Không coi. Vào vô đi. Tôi coi nè, tôi coi 50. Dạ vô đi, biết rồi. Tôi coi 50. Rồi. Ê. Tôi coi 50. Ba thằng coi là 150 đó. Có tiền trả không? Có, thôi có mứng đó như sao. Ừ. Trước xài cụ bắp mà. Cụ bắp. Biết không, biết bấm không ta? Có vẫn có chồng. Quay mày đi, mày quay. Nói vậy bữa nghỉ cuốn phim đây. Coi hết hàng rồi, nó bữa nay bà sau biết bả hết thời luôn trời. Biết luôn hả? Ủa sao lúc trước đi mà không mình không có suy nghĩ tới cái phương sâu xa gì đi. Bữa nay cái đầu tóc bà úp cái miệng dùa lên hết cho bà ấy. Ba cục men đó trời. Ủa ghê hả? Cho tắm. Dạ mà cắt ở đâu? Bà Linh. Sao ta nắm cạo đi hết chi? À nó đẹp. Ừ. Chơi phân đều đi, lúng phúng nhìn đẹp lắm. Trời ơi. Bây giờ. Đúng không? Bây giờ mình xuống rồi, giờ mình chơi cái bản khác đầu đi. Đâu. À câu cái này có mà. Có không? Có luôn. Rồi, giờ để chuỗi luôn đi. Về chuỗi luôn đi. À, chạy lúng phúng đi. Được mà, được không? Đi đâu trời ơi, bà này đi tới đâu là nát tới đó. Đi làm gì mất công. Ở nhà bà Thám được rồi.
em có nhọt nữa không có nè. Bớt thân thiết mình có thân thiết với nhau mà ấy được. Mỗi lần là chim sâu là mập mạp lắm, giờ chim sâu tàn tạ nhan sắc hết trơn. Ông Quyên biết á. Biết gì? Biết là nhậu nhậu lắm. Nhà ở đâu nè, bây giờ hỏi thiệt là nhà có nhà là nhà ở đâu? Sao có nhà? Chùa Bạch Liên. Vậy? Chùa Bạch Liên. À cái nhà cái chùa Bạch Liên nha. Sao nhà rồi mẹ rảnh rồi sao không về với mẹ mà đi lang thang? Có nhà mà sao không đi về nhà ngủ mà đi ngủ khơi khơi chạy. Ở sao? Ở sao? Tại sao mình có nhà mà không chịu ngủ mình đi ngủ đâu khơi khơi? Mẹ, cô nói chuyện với mẹ ăn lông, nói chuyện với mẹ cô. Mẹ cô giờ mẹ tôi. Mẹ cô miếng sao? Mẹ cô cũng muốn chào mẹ. Dễ gì mẹ đó thì ngủ cho nó đâu mà nói chuyện mà nhìn qua đây coi bà khi giải hay vậy hả? Ê ê Kim Sâu ơi, lúc trước giờ mẹ dù có liên lạc với mình không Kim Sâu? Số điện thoại đâu hả? Không biết số điện thoại hả? Để có điện thoại điện thoại. Chị chịu chút xíu nữa cho. Ừ, mẹ con không liên hệ nhau chân trời. Làm như người dân vậy. Buồn không sao. Không thương mẹ ruột hả Chim Sâu? Còn sao không về với mẹ ruột? Không có. Ồ. Thương mà không thích là sao? Ví dụ này cặn hàng. Sao cày vậy? Thấy bà sâu tào lao quá. Nói lại, hai ba. Ai dạ, giờ là... Em nhả vậy nói đi. Giờ Phụng khổ để cho Phụng con khó thở đi. Là sao? Bà nói gõ luôn đi. Mình đang khổ lắm rồi để cho con khó thở đi. Là sao mới được? Khán giả người ta có đụng địa gì với bà đâu mà tự nhiên bà xin kỳ vậy? Là sao? Là nói sao? Gõ càng đi. Nói gõ coi sao? Mình nói khổ ở kênh Vĩnh Long rồi. Cho khổ nữa. À là đi lên Vĩnh Long là đã khổ rồi đúng không? Là hy vọng gì đây không có khổ nữa đúng không? Khổ luôn á. Chị không khổ càng á. Dạ. Ủa sao bà kỳ khôi vậy? Đi tới đâu khổ tới đó. Hả? À? Nè bây giờ nè, một là tình yêu, hai là khổ vậy? Khổ cuộc sống hay là khổ tình yêu? Tình yêu hả? Thấy hai người hạnh phúc lắm mà. Thơm này kia đầy rặn mà. Sao mà Chim Sâu bây giờ đủ thứ khổ chúng ta rồi ta? Ừ. Sao ý là bây giờ là bỏ cử nhiều quá là bởi vì nó chống vắng là khổ hay gì? Hả à, sao? Bà nhìn qua đây coi. Chim Sâu giờ hết vui rồi, nhưng phải như lúc trước mà tung tăng nhảy múa. Tôi nè cho hỏi nè, rồi nghe nói là ông Long có vợ bé gì bỏ bà hả? Có không? À, sao tôi nghe trên clip mà. Đợt trước đó mà. Thằng nghe trước đó. Vậy đó. Bởi vì nhiều cái phát ngôn mà khóc ngôn lên trên mạng này thấy nó tào lao bỏ cứu. À, là... bên đây bà nói bên kia, bên kia bà nói bên đây, nhiều khi bà nói không biết đường quà. Dạ vậy lắm rồi bỏ rồi. Không nuôi ngày nào đúng không? Ai nuôi nói ai nuôi. Ý là Chim Sâu nói là Chim Sâu nuôi phải không? À con nuôi đó. Nuôi lúc trước giờ luôn phải gì? Bà nuôi ai? Nó gõ luôn. Cô nấu cơm. Ấy là bà nuôi mẹ, ai? Mẹ cô không cho nấu cơm thôi. Nuôi ai kìa? Bà nuôi ai? Ông Long. Rồi bà làm cái nghề gì bà nuôi ông Long? Trả lời đi. 540, thứ 2 rồi, thứ 3 rồi. Từ từ, 540 là tức là tiền mình đi lãnh tiền đúng không? À là một cái tiền đó, với bà làm gì nuôi nữa? Bán hàng, thôi vậy. Nói tào lao. Nói lại, cái lên. Bây giờ ông không nuôi. Trời ơi, vậy là bà nuôi không hả? À. Ông Long có nuôi bà không? Có. Nuôi gì? Nuôi cành yêu. Sao mà nói không chính đâu đi trời. Đây nè. Tức là Chim Sâu lấy cái tiền mà đi lãnh đó với cộng lại cái tiền mà đi bán vé số để nuôi cho ông Long. Ông Long đáp lại là chỉ nuôi lại là chỉ nuôi cái tình yêu thôi. Tình yêu nó kế với tình kia, hiểu không? À. Chỉ là tối về là phục vụ cho sâu thôi. Nói chung là nếu cho tình yêu chắc mạnh hơn tiền lắm đó nghe. Đúng rồi. Tối về chỉ cần lặt sâu lên xuống. Mày lên xuống đâu là được. Tiền đâu có nhiều là đưa cho Long hoa gì hả? Đúng không? Có đưa không? Có đưa không? Không có đưa hả? Em mình giữ mà. Không đưa sao mà nói nuôi Long? Ừ. Đưa thuốc.
nói không có chứ. Mình đưa vô lý quá, mình đưa hai mươi ngàn thôi, hai mươi ngàn là nhiều vậy, 20 ngàn bạc là 20 ngàn không có á. 20 ngàn bán vé số đúng không? Bán nói đàng hoàng bà ơi, bà là ngày 20 ngàn bán vé số phải không? Không, cái này cái là 50 ngàn.